Mấy đứa không muốn thắng hả? Bây giờ là trò chơi kết hợp giữa ba người trong một đội, tức là phải có sự thông minh, sự nhanh nhẹn, phối hợp chặt chẽ. Sẽ có ba vị trí. Vị trí đứng ở khu vực này là vị trí cầm thông tin, vị trí khu vực này là vị trí luôn luôn phải đếm bắp. Nhớ đếm, không được ghi nhớ, dùng chiêu trò với chương trình. Đừng chơi cái vụ đếm 5 hạt ở đây xong đếm 1 hạt ở đây. Và vị trí thứ ba là vị trí ở đây. Chỉ việc duy nhất nhìn thấy thông tin, sau đó nói thông tin cho cái người đang đếm bắp biết thông tin đó là gì. Không được nói về từ khóa. Ví dụ như từ khóa là Quốc Thiên thì không được đụng Quốc Thiên. Chúng ta sẽ tính điểm như sau: mỗi tấm bảng đúng chính xác mang về 2 điểm thưởng. Và nếu như sau khi đếm, ban tổ chức kiểm tra số hạt bắp, đội nào nhớ được chính xác thì mang về 5 điểm thưởng. Đơn giản vậy thôi. Rồi, quán tôi xin. Em không biết đếm đâu nha. 3, 2, 1. Rồi, thua. Thua chơi trước. Ở chương trình này không có vụ ăn gian ở đây. Chúng tôi rất là nhanh nhẹn. Rồi, các bạn qua ghế ngồi. Mọi hình thức về ăn gian đối với chương trình chúng tôi xin loại. Chương trình của chúng tôi có 18 camera để chủ yếu là ghi nhận những trường hợp gian dối. 2 phút bắt đầu. Nói chị đi, nói chị. Một cái loài sinh vật biển bự. Cá. Bự, nó bự. Cá voi. Cá voi đùi, cá voi xanh. Đúng rồi. Chính xác. Nói chuyện đi. Cái hạt bắp. Hạt bắp. Đem đi đem nấu một cái hình thức nấu giống với luộc. Rang. Giống với luộc, giống với luộc. Giống với luộc mà rang không nổi. Hấp. Hấp, đúng rồi. Bắp hấp. Bắp hấp không chính xác. Để nói tiếp đi. Gần với hấp, gần với hấp. Gần với hấp. Cũng là chữ hấp luôn, gần với hấp. Gần với hấp là hâm. Nướng. Gần với hấp. Qua, qua, qua. Qua. Cũng là cái hạt này. Cũng là cái hạt này. Một cách rang. Một cách rang. Giống như là mấy ông hay bán là. Thôi qua, qua, qua. Qua. Cũng là cái hạt này, cái hình thức mà làm mình hay biết nhất. Trời, bà này phải có cái quá. Có cái gần với hành tây. Anh ở trong bắp muốn ở hành. Không, chính xác. Chữ hành đúng. Cái này mấy ông bán xe bắp hay bán nè. Bắp xào. Mấy ông bán xe bắp là không được ha. Cái này qua, cái này đâu nói rồi. Đây, cái này chưa nè. Vẫn lại cái hồi nãy gần với luộc á. Cái món đó, cái này. Món đó. Nè, tôi đoán cái đường liền nè. Cái này nấu trong thời gian lâu gọi là gì? Cháo bắp. Cháo bắp. Cái hạt này. Bắp rang, bắp nướng, bắp luộc, bắp xào. Cái này nấu trong thời gian rất lâu. Mà 10 cô đặt bắp. 8 ép bắp. 7 sữa bắp. 6 hầm bắp. 5 đúng rồi. 4 ngược lại, ngược lại. 3 hầm bắp. 2 bắp hầm. 1 đúng rồi. Bắp hầm chính xác. Rồi, đây chúng ta có 2 bảng được 4 điểm. Rồi, sẵn sàng chưa? 2 phút bắt đầu. Hôm nay hồi nãy nói về một cái loại gì đó mà mình ăn vô là tinh bột, đường bột. Gần đúng. Đảo lại, đảo lại. Bột. Bột đường. Thêm chữ đầu tiên, cái danh từ chỉ cái đó. Ba chữ được ghép tinh lại. Tinh bột đường. Tinh đường bột. Tính gì, em. Tính gì. Tính. Tính từ. Đúng rồi, tính từ. Đó, quá không quá. Trời, khó sợ. Chứ chương trình mà anh Trường Giang làm MC. Anh Trường Giang làm MC. Anh Trường Giang làm giám khảo. Tiếng thứ hai. Chính xác. Ủa sai rồi, sai lại rồi kìa. Sai. Anh sai lại rồi. Sai lại, cái này không được tính. Mình chơi phèo quá. Phần xa. Cần một cái chương trình mà có Trường Giang với Trấn Thành làm những chương trình. Thách thức danh hài. Không, khác. Về hát. Về hát.
Hát hả? Hát bài ước mơ. Người hùng tí hon. Như nào vậy? Chị như nào? Chia đôi hai team, mỗi team 3 người. Một bên đội trưởng là Trấn Thành, một bên đội trưởng là Trường Giang. Thảm họa. Thảm họa. Qua đây. Cái này hả? Bắp rổ. Không phải Việt Nam, không phải Việt Nam. Không phải, nhưng mà không phải của nước Việt Nam. Cái gì? Anh nói bắp hay là cái rổ? Cái hàng ở trong á, cái hàng ở trong. Ngô. Bắp. Không, nhưng không phải của Việt Nam. Bắp mí. Trời ơi. Chương trình bốn chữ mà hát á, lên hát, ca sĩ lên hát. À, còn mấy người đứng giải bộ hát à, đoán hát hay hát hay hay hát dở. Bốn chữ có hai chữ giống nhau. Bốn chữ hai chữ giống nhau, số chữ thứ một với chữ ba. Đếm đi, đếm đi. Đếm đi. Không được dừng lại, không được dừng lại. Đếm liên tục. Nhưng mà hát mà vừa hát dở mà vui vui á. 5. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. 2 chính xác. Hết giờ. Như vậy là ba bảng là 6 điểm. Bây giờ hiện tại đội mình đã được 6 điểm và đội mình đang có 4 điểm. Bây giờ thắng hay thua là ở cái số bắp đã đếm được. Các bạn hãy nhớ lại đếm được bao nhiêu hạt bắp. Dạ 40 à. 40. Các bạn hãy nhớ lại 36. 36. Nếu mình đúng có 5 điểm. Là 5 điểm với 2 điểm là 5 điểm với 4 điểm là 9 điểm. Nếu mình sai là mình chỉ có 6 điểm. Dạ. Còn nếu mình đúng thì chắc chắn rồi, vì mình có 3 điểm, vì mình có 3 bảng, mình hơn bên đây 1 bảng. Nếu cả hai bên không đúng thì mình vẫn thắng. Và mình sai. Sai. 40. Là tụi em thắng. Mấy đứa không muốn thắng hả? Con số mang về là 41. Đội bước vào đại tiệc là các bạn xin chúc mừng. Thưa các anh chị thân mến, các anh chị đã đến một trò chơi phải sử dụng trí thông minh. Trí thông minh thì có thừa. Sự sắp xếp hợp lý các thành viên trong đội và sự hiểu nhau, tâm linh tương thông. Yeah. Game này đã từng xảy ra chấn động địa cầu và không đã từng gây ra tổn thương về mặt tâm lý sang chấn tâm lý dành cho chị Lê Giang. Vì sao vậy? Thì lát chơi sẽ biết. Lúc đó chị ngồi vị trí nào vậy? Sẽ có 3 vị trí, một vị trí đứng đằng kia, một vị trí ngồi đây và một vị trí đứng sau lưng. Người đứng sau lưng sẽ cầm thông tin, người ngồi đây bắt buộc phải lựa liên tục, không được dừng tay. Nhiệm vụ của họ là lựa 3 loại đậu ra 3 cái dĩa này. Trong đây hiện tại có 6 loại đậu, nhưng chúng tôi chỉ cho các bạn lựa 3 loại thôi. Trời ơi. Và người ngồi kia phải là người giải thích cái thông tin mà người này cầm để ở đây. Mỗi từ khóa mang về 2 điểm thưởng. Lựa được hợp lý 3 loại đậu, có nghĩa là 3 dĩa riêng biệt, mang về 5 điểm thưởng. Đơn giản vậy thôi. Mỗi đội có 2 phút để thực hiện trò chơi này. Rồi, đội nào chơi trước? Đội này chơi trước. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Công bằng. Đó, chị đứng ra đi. Chị xui. Chị xui. Đi. Ali. Ở chưa mà. Ba rồi. Lại. 1, 2, 3. 3. Thắng chơi trước. Đó. Nhưng mà ai ngồi? Thì đó, tụi em tự sắp xếp. Đây, tôi sẽ thông báo loại đậu cần lựa. Việc của em là cầm cái thông tin này. Ở đây có mấy loại? Và rảnh thì chỉ cho Trâm lựa hạt nào cho nó hợp lý. 3 loại đậu cần lựa đó là đậu phộng, đậu trắng và đậu đen. 2 phút bắt đầu. Nó có hai chữ. Chủ đề của, chữ đầu tiên là chủ đề của ngày hôm nay mình nói về. Sai rồi, sai rồi. Là chữ gì? Chị Hai chữ, chữ đầu tiên là chủ đề hôm nay.
nói chuyện thoải mái đi cưng. Hạt đậu, hạt đậu. À, lấy một chữ đầu tiên thôi. Là chữ gì? Hạt. Rồi. Tiếp đi, tiếp đi. Hồi nãy mà Quốc Anh nó đoán được một chữ của cái lại cái của cái sai rồi, cái, sai rồi. Cái đó. Đồng nành ấy, chị lấy cái vòng đầu tiên á, Quốc Anh á, vòng thứ hai của anh đoán được mà bên đội kia cướp mất cái loại đó. À, hạt dẹt. Tiếp. Có ba loại cần lựa là đậu bọng, đậu trắng và đậu đen. Hai chữ. À, chủ đề hôm nay luôn nhưng mà cái chữ còn lại. Chữ đầu tiên là chủ đề hôm nay mà chữ còn lại á. À. Chủ đề hôm nay là gì? Chủ đề hôm nay hả là hạt. Đúng rồi mới cái gì nữa? Đậu. Rồi đúng. Rồi chữ thứ hai là một màu màu sắc. À, hạt đậu xanh. Rồi tiếp đi. Màu hạt đậu đỏ. Tiếp luôn. Hạt đậu đen. Tiếp. Hạt đậu gì màu gì nữa? Còn nữa. Hạt đậu trắng. Yes. Cái gì? Em mới nói gì? Này đúng. Này đúng không? Em mới nói cái gì? Nói lại. Hạt đậu trắng. Không chính xác. À, đúng mà. Chỉ có hai chữ đậu trắng chứ không có hạt đậu trắng. Nhanh lên luôn. Đâu đậu trắng đúng chưa? Rồi tiếp. À, chủ đề hôm nay có hai chữ luôn. Cái mà trong cái món salad hồi nãy có cái gì? Cái loại em thích trong salad á. À, hạt lăng. Sa. Hạt lăng. Đúng rồi. Cho, không chính xác. Đậu lăng. Tiếp theo. Tự nhiên bà này mới nói hạt. Đâu hồi nãy chị nói đậu đúng rồi. Cái gì? À không. Ủa này, không nè, sao nè. Tiếp theo nè. Đậu trắng này đúng không? À ba chữ, có ba chữ. Chữ đầu tiên là chủ đề hôm nay tiếp đi. Hạt. Không. Đậu. Đúng rồi. Ở nước gì? Có tên hạt này có tên một cái nước mà có ba hai chữ. Đậu. Đậu rồng. Không. Nước. Nước hả? Mía. Nước Việt Nam nước gì đó? À. Đoán tiếp đi. Đậu Hà Lan. Chính xác. Rồi, chủ đề hôm nay chị nói đại đi, đúng thì em nói chủ đề hôm nay là gì? À, chủ đề hôm nay là về các loại hạt và đậu. Không, một chữ thôi, một hạt. Chữ. Đúng rồi. Loại này loại động vật. Nói thoải mái. Cái gì của động vật? Cái gì? Sai rồi. Ba chữ. À, ba động vật ở trong đấy. À, đó. Đậu phộng. Sai rồi. Đậu phộng hả? Cái gì? Nó cái gì? Trong trong cái loại này có con chó. Có con chó. Sai rồi. Bạo lực. Hết giờ. Rồi. Hồi nãy phí mà tự nhiên dư chữ. Như vậy là chúng ta thứ nhất là về đậu là lựa sai hết rồi ha. Không được điểm nào nữa nha. Đậu này đúng nè, đậu phộng đúng. Không, em phải lựa mỗi dĩa một đậu thì mới đúng mang về 5 điểm. Còn này mình sai rồi. Thì ở đây các bạn ốc chó là bạn Phạm Luật nè. À, hạt đậu trắng là Phạm Luật nè. Chúng ta đúng được đậu Hà Lan, hạt dẻ và đậu lăng. Ba cái thông tin này, ba từ khóa mang về 6 điểm. Rồi, mời đội tiếp theo. Thời gian 2 phút chuẩn bị. Ba loại bạn cần phải lựa đó chính là hạt điều, đậu đỏ và đậu phộng. Bắt đầu. À, có ba chữ cái, trong đó có một cái tên của em và một cái là cái chủ đề ngày hôm nay là hạt. Có tên của em. Yeah, đúng một cái. Yeah, nói chung là cái này là màu sắc nha. Có hai chữ cái nha. Chỉ mình đứng màu xa sắc ra. Hai chữ cái. À, một đúng loại mình hay ăn chè. Đúng rồi, chè chè. Hai chữ cái mà có màu sắc. Nói thoải mái. Hai chữ cái mà có độ màu sắc. Ừ. Ăn chè chè gì? Chè gì? Chè. Hai chữ thôi. Chè Thái. Không. Tự nhiên đang đấu hả? Không phải. Hai chữ cái. Bỏ sai, thằng vừa bỏ sai. Qua bình hai chữ cái. Ừ, hai chữ cái. Chè đậu đỏ. Không có chè. Đậu xanh. Không. Trời ơi. Đố gì màu đỏ. Đậu phộng. Không. Trời ơi. Rồi, phải đỏ thì lại đỏ. Cái gì? Cùng hệ phải đỏ. Đó, đậu đen. Ừ, đó đúng. Rối loạn luôn á. Rồi. Bình tĩnh. Cái này khó quá, bỏ qua đi giải thích. Rồi, à cái này là con vật nha. Không, một cái loại con vật mà mới nãy mà ở trong mấy cái clip nó nói hoài luôn. Có hai chữ cái cũng là không phải hạt mà là cái kia nha. Hai chữ cái. Đậu. Ừ, đúng đúng. Con vật, con vật. Con vật. Cái gì mà ậu gì? Không luôn. Ậu gì? Không. Con vật. Không. Trả lời kìa. Đậu gì? Con vật hả? Không phải con vịt. Đậu gì? Con vật. Này. Không phải con vịt thì con gà, vịt. Đậu gà. Ừ, đúng. Bỏ.
Bỏ. Rồi, tiếp. À. Rồi, cái này mình hay ăn mà mình hay khửi. Anh Giang bắt lửa đó. Anh Giang bắt lửa kìa. À, hay ăn hả? Là đậu hay hạt? Anh trả lời. Hả? Đậu. Hai chữ cái. Trời ơi, hai chữ cái, đậu đỏ. Đậu đỏ. Không có. À, hạt điều. Ừ, đúng rồi. Rồi, yes. Cái tiếp theo. Đúng không? Rồi, tiếp theo. Cố lên, còn cái này. Ừ, nói chung là này tiếng vua. À, đậu lăng. No, cái vừa này bỏ sai rồi, Không phải, tiếng vua đậu lăng gì? Ủa? Tiếng vua nhớ không? Lúc nãy nhớ không? Hết giờ. Thắng chưa? Rồi, bây giờ xin hỏi, hồi nãy Trường Giang bắt lựa đậu gì? Đậu đỏ, hạt điều, đậu đỏ với là đậu phộng. Hạt điều, đậu đỏ, đậu phộng phải không? Đúng. Hồi nãy Trường Giang bắt lựa là hạt điều. Hạt điều là có hạt điều, đậu phộng có hạt phộng, nhưng đây là đậu đen nha mọi người. Cái hạt này mà thành màu đỏ là ngon rồi. Ủa, sao không dắt người ta? Nè. Tại nhớ tưởng thành đậu đen. Như vậy là chúng ta đúng được bao nhiêu bản? Hương Dương nè. Dương một. Đậu gà nè. Dạ. Đậu ngự hết giờ nè. Đậu đen và hạt điều, 4 bản mang về 8 điểm. Yeah. Thắng hả? 8 điểm. Chúng đã bước vào đội tiền và mang về 10 triệu đồng. Yeah.